15-0. Một bóng lỗi. Một pha bắt vô lê không thành công của Long Tiền Giang. 15 đều. Một bóng lỗi. Bóng ngoài. Và 10-15 cho Minh Tuấn, Luân Tiền Giang. Pha bắt vô lề ra ngoài của Bơm Thanh Đa. 40-15. Pha vô lê rất hay của Bơm Thanh Đa. 40-30. Một bóng lỗi. Pha chạy giải bóng không thành công của Đắc Tiến. Game tỷ số là 1-0 cho Minh Tuấn và Long Tiền Giang. Game thứ hai, Đắc Tiến cho bóng 0-1. Chạy giải bóng ra ngoài. 15-0. Liên tục những pha giằng co. Ba mươi không.
Ngụm bóng lỗi. Những pha forehand rất nặng của Đắc Tiến. Bóng ra ngoài rồi. 40-0. Một bóng lỗi. Bóng không qua lưới. 40-15. Một bóng lỗi. Bóng ra ngoài. Một pha volley hơi tiếc nối của anh Bơm. 40-30. Một bóng lỗi. Pha chặn lưới thành công của anh Long Tiền Giang. 40 điểm. Bàn thắng vàng. Cơ hội để Minh Tuấn và Long Tiền Giang bẻ phép. Một lỗi. Bóng ra ngoài. Như vậy là Đắc Tiến và Bơm Thanh Đa vẫn giữ được game nhóm của mình. Bóng ra ngoài. Mười lăm không. Một bóng lỗi. Một pha đánh bóng rất hay của Đắc Tiến. 15 đều. Một bóng lỗi. Liên tục là những pha bóng bền. Bóng tốt. Một cú forehand rất hay của Đắc Tiến. Mười lăm ba mươi. Một bóng lỗi.
hai bóng lỗi luôn rồi. 15-40, cơ hội để bẻ break cho Đắc Tiến và Bờm Thanh Đa. Cơ hội đến cho Bờm Thanh Đa và Đắc Tiến. Một pha chạy vào bóng không thành công của anh Bờm. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 30-40. Rất hay. Dừng bóng. Một pha bóng tiếc nối cho cả bốn vận động viên. Tình huống đó được thi đấu lại. 30-40, vẫn là cơ hội bẻ break. Một bóng lỗi. Trả dây bóng không thành công của Đắc Tiến. Như vậy là 40 đều. Bàn thắng vàng. Vẫn còn cơ hội cho Đắc Tiến và Bồn Thanh Đa. Liệu Đắc Tiến có tận dụng được cơ hội này không? Rất hồi hộp. Bóng ra ngoài. Như vậy là anh Luân Tường Giang vẫn giữ được game giao bóng của mình. Đội sân đội giao bóng. Game thứ tư sẽ là Bờm Thanh Đa sẽ là người cầm quyền giao bóng. Game thứ tư, Bờm Thanh Đa giao bóng. Một bóng lỗi. Liên tục vào những pha bóng bóng rất nặng của Minh Tuấn. Bóng tốt. Một cú forehand winner của Minh Tuấn. 0-15. Hay. Phải bóng giăng co. Bóng ra ngoài. Một cú forehand không thành công. Vẫn Bờm Thanh Đa. Không 30. Không có cơ hội cho Minh Tuấn. Mười lăm ba mươi. Một bóng lỗi.
bóng vẫn còn, liên tục có những pha vô lê rất hay. Một cú trái tay phải nói là rất mạnh của Minh Tuấn. Đặc biệt đã bắt vô lê không thành công. 15-40, cơ hội bẻ bắt Phạm Minh Tuấn và Luân Tường Giang. Một bóng lợi. Liên tục là những pha vô lê. Bơm thanh đá đã bắt vô lê không thành công. Và như vậy là Luân Tường Giang và Phạm Minh Tuấn đã bẻ được rét. Tỷ số được nâng lên 3-1. Minh Tuấn giao bóng, cơ hội để gia tăng cách biệt cho cặp Minh Tuấn và Luân Tường Giang. Game thứ 5, Minh Tuấn nhà bóng. Một bóng lôi. Một pha lấp bóng. Phải nói là Đắc Tiên có những pha forehand rất uy lực. Mười lăm đều. Lại là một cú trái tay uy lực của Đắc Tiến. Lại là một cú forehand thẳng lưới của Đắc Tiến. Một bóng lôi. Forehand quá đẳng cấp của Phạm Minh Tuấn.
30-40. Vẫn còn cơ hội cho Minh Tùng. Một pha backhand không thành công của Đắc Tiến. 40 điểm. Bàn thắng vàng. Đắc Tiến ở vòng thành 3 vẫn có cơ hội để rep. Đắc Tiến sẽ là người chạy cho bóng. Chúng ta hãy chờ xem. Giờ bóng tốt. Phải nói là một pha giờ bóng rất uy lực của Minh Tuấn. Như vậy là Minh Tuấn và Lâm Tuần Giang vẫn giữ được press của mình. Tỷ số được nâng lên 4-1 dành cho Minh Tuấn và Lâm Tuần Giang. Trận đấu các bạn đang theo dõi thuộc giải quần vợt mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tranh cúp câu lạc bộ tennis Ông Bầu Sài Gòn. Trung Nam Rút, nhà tài trợ Kim Cương, đơn vị bảo trợ toàn bộ nội dung siêu cúp 2002. Chúng ta quay trở lại với trận đấu. Đắc Tiến cho bóng. Game thứ 6. Một bàn, bốn bàn. Một bóng lỗi. Bắt tên là đánh bóng ra ngoài. 0-15. Gieo lại bóng 1. Chạy ra bóng không thành công của Minh Tuấn. Tỷ số được cân bằng 15 đều. Ra bóng tốt. Liên tục vào những pha giằng co. Đắc Tiến đã đánh bóng ra ngoài. 15-30. Một bóng lỗi. Một pha và bóng hai rất hay của Đắc Tiến. 30 đều. Một cú chạy và bóng backhand không thành công của Luân Tình Giang. 40-30 cho Đắc Tiến. Giao lại bóng 2.
Một pha chèn volley không thành công của Bam Panda. Tỷ số được cân bằng 40 đều và bàn thắng vàng. Minh Tuấn lại là người chạy ra bóng. Cơ hội cho Minh Tuấn. Vô lê ra ngoài. Như vậy là đôi Minh Tuấn và Long Tiền Giang đã có được phép. Tỷ số được lên 5 bàn 1 bàn. Luân Tiền Giang bóng 5-1. Lại một pha băng lưới không thành công của Đắc Tiến. 15-0. Giao lại bóng 1. Một bóng lỗi. Một pha băng lưới rất mạnh của Đắc Tiến. 15 đều. Rất hay. Bóng ao rồi. 15-30. Một lỗi. Một pha chạy ra bóng không thành công của Đắc Tiến. 30 đều. Pha đánh bóng ra ngoài của Luân Tiền Giang. 30-40. Cơ hội để rút ngắn tỷ số cho Đắc Tiến và Bờm Thanh Đà. Đắc Tiến. Bóng tốt. Một cú chạy ra bóng rất hiểm hóc của Đắc Tiến. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5 dành cho Đắc Tiến và Bờm Thanh Đà.
Game thứ 8, bơm tay đa cho bóng. 2-5. Một lỗi. Hai bóng lỗi. Không 15. Một bóng lỗi. Một pha chạy vào bóng rất hiệp bóng của Minh Tuấn. Không 30. Pha vô lê chéo rất hay của bơm Thanh Đa. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 15-30. Một bóng lỗi. Một pha chạy vào bóng không qua lưới của Minh Tuấn. Tỷ số được cân bằng 30 đều. Một pha vô lê bỏ nhỏ rất hay của Bồn Thanh Đa. Như vậy là sân số 2 vừa kết thúc trận thi đấu giữa Tiến Thịnh, Tuấn Minh, Hoàng Nam và Quốc Cường. Tiến Thịnh và Tuấn Minh đã giành chiến thắng trước Hoàng Nam và Quốc Cường và bước vào bán kết. Trở lại sân thi đấu. Pha forehand không thành công của Minh Tuấn. Như vậy là Bồn Thanh Đa và Đắc Tiến vẫn giữ được game giao bóng của mình. Game thứ 9, Luân Tiền Giang giao bóng 5-3. Như vậy là Minh Tuấn là người giao bóng ở game thứ 9. Cơ hội để kết thúc trận đấu tứ kết. Cơ hội dành cho Minh Tuấn và Luân Tiền Giang khi Minh Tuấn là người cầm giao bóng. Năm ba. Một pha kết thúc bóng rất nhanh của Minh Tuấn. 15-0.
pha chèn vô lê không thành công của Bầm Thanh Đan. Một bóng lỗi. Pha chạy ra bóng thẳng cho người đứng lưới của Bơm Thanh Đa. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 30-15. Một bóng lỗi. Một pha bóng rất hay của Đắc Tiến. Và Bơm Thanh Đa đã có cơ hội chèn lưới dứt điểm. 30 đều. Minh Tuấn giao bóng, vẫn là cơ hội kết thúc trận đấu. Lợi thế dành cho Minh Tuấn và Luân Tiền Giang. Năm ba, 30 đều và Minh Tuấn giao bóng. Một pha smash thành công của Luân Tiền Giang. 40-30. Và match point. Cơ hội kết thúc trận đấu dành cho Minh Tuấn và Luân Tiền Giang. Bốn mươi ba mươi. Một pha forehand đẳng cấp của Đắc Tiến rất nặng. Bàn thắng vàng. Vẫn là cơ hội kết thúc trận đấu dành cho Minh Tuấn và Luân Tiền Giang. Bàn thắng vàng, Đắc Tiến đỡ vào bóng. Một bóng lỗi. Một pha vô lê trên lưới thành công của Bầm Thanh Đa. Như vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 4-5 cho Minh Tuấn và Đắc Tiến. Đắc Tiến và Bầm Thanh Đa đã giành lại được phép. Trận đấu đang rất hay và hấp dẫn.
trận đấu vẫn đang rất hấp dẫn. Trận đấu các bạn đang xem là trận đấu tứ kết nội dung Super Cup 2002. Game thứ 10 Đắc Tiến giao bóng. Liệu anh có tận dụng được lợi thế giao bóng của mình để xem bằng tỷ số 5 đều và bước vào là tiebreak hay không? Đắc Tiến giao bóng, 4 bàn 5 bàn. Rất hay. Một pha giao bóng hiểm hóc của Đắc Tiến. Và công việc của Bầm Thanh Đa là rất nhẹ nhàng thưa các bạn. 15-0. Một lỗi. Một cú forehand rất hay của Minh Tuấn. 15 đều. Một bóng lỗi. Như vậy là hai bóng lỗi. 15-30. Giao bóng tốt. Một cú chạy giao bóng backhand không thành công của Minh Tuấn. 30 đều. Một bóng lỗi. Rất hay. Rất hay. Trận đấu rất hấp dẫn các bạn ạ. 30-40 vẫn là match point cho Minh Tuấn và Luân Tiền Giang. Vẫn là match point cho Minh Tuấn và Luân Tiền Giang các bạn. Phải nói Luân Tiền Giang có những pha bóng rất hay. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Minh Tuấn và Luân Tiền Giang đã giành quyền vào bán kết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trận livestream kế tiếp. Các trận thuộc vòng bán kết của nội dung Super Cup 2002.